Những bông hoa này mình sẽ tô màu hồng nhé. Bông hoa rất là xinh, nhỏ nhỏ. Mình sẽ tô một chút cành lá màu xanh nha các bạn. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Chỉ với ít phút mình đã hoàn thành xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nữa nha. Bye bye.